who keep asking if I'm back? Yeah, I'm thinking I'm back. Dây sâu trong phim CD sâu, lưỡi cưa đã trở thành một biểu tượng của dòng phim kinh dị. Không giống các phim kinh dị khác, dây sâu không tự tay giết người, mà thay vào đó là những chiếc bẫy được bố trí vô cùng tỉ mỉ, công phu. Thế nhưng, riêng với sâu, điều quan trọng làm nên sức mãnh liệt của nó chính là những triết lý, những vấn đề nhức nhối còn tồn động trong xã hội cùng nhiều bài học trong cuộc sống. Lòng đố kỵ, sự ích kỷ, giáo dục và văn hóa chứng kiến các nhân vật trong phim để ta biết rằng mình cần phải đủ sức mạnh khi đứng giữa ranh giới thiện và ác, lợi ích của bản thân hay cộng đồng. Đây là một bộ phim mà AD cực kỳ yêu thích. Nhân dịp phần 8 vừa ra mắt, chúng ta cùng điểm danh lại 10 cái bẫy chết người kinh khủng khiếp nhất của Di sau. Các bạn đừng quên like video và subscribe kênh để theo dõi những video nhận nhí mà chúng mình làm nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thứ 10, bảy con trong sâu phần 6. Xuất hiện trong phần mở đầu của phần 6, hai tên lừa đảo, bằng cách nào đó, chúng đã chiếm đoạt tài sản của nạn nhân vượt quá khả năng chi trả của họ. Chúng bị di sâu cho phòng riêng biệt để phán xử, luật chơi như sau. Phía trước nạn nhân là một chiếc con robot van. Trong vòng 60 giây, ai hy sinh nhiều máu thịt trên thân xác nhiều hơn, kẻ đó sẽ được tháo chiếc vòng đầu. Kẻ còn lại sẽ bị hai chiếc đinh vít đâm xuyên qua hai thái dương. Một trong hai kẻ đó đã sống sót, nhưng cái giá phải trả là mất đi vĩnh viễn một cánh tay. Thứ 9, bảy lò lửa trong sâu phần 2. Xuất hiện trong phần 2 của loạt phim, khi các nạn nhân đang bị nhiễm chất độc khí ga, cả nhóm đang đi tìm thuốc giải thì phát hiện cái bẫy dành cho Obi, kẻ bắt cóc nạn nhân. Thiết kế của bẫy rất đơn giản, đó là một chiếc lò có một lối vào. Ống tim có buộc dây gắn mới có khả năng kích hoạt khóa chặt của lò. Sau đó, lửa sẽ nổi lên. Xin chào Obi, ta muốn chơi một trò chơi. Đã nhiều năm ngươi thiêu đốt người khác bằng lửa đảo và dối trá, nên ta cho ngươi cơ hội để sám hối. Cứu những người khác bằng một trò chơi của ta. Dụng cụ phía trước có chứa hai ống tim giải độc. Một là muốn cảm ơn ngươi đã giúp ta bắt cóc nạn nhân, một là để ngươi làm từ thiện. Tuy nhiên, một trong hai ống phải có giá để trả. Khi ngươi xuống địa ngục, chỉ có quỷ mới giúp được ngươi. Thứ 8, The Rain Robot trong sâu phần 2. Cũng trong phần 2 này, một cái bẫy ghê rợn mang tên The Rain Robot đã xuất hiện. Những người tham gia trò chơi trong màn trước để hít phải loại khí ga chết người và thuốc giải độc lại nằm ngay trước mắt. Trong một chiếc hộp bằng kính, nhân vật Edison đã dễ dàng lòn tay vào hai lỗ lớn bên dưới. Nhưng thực chất, nó là những lưỡi dao cạo có kích thước lớn được xếp lại khiến cho nạn nhân không thể nào rút tay ra được và phải chảy máu cho tới chết. Thứ 7, The Angel trong sâu phần 3. Chiếc bẫy kinh hoàng nhất trong sâu phần 3 buộc thám tử Carrie phải lấy được chiếc chìa khóa trước khi nó bị tan chảy trong một chiếc cốc đựng đầy axit. Nếu quá thời gian quy định, ngực của cô gái sẽ bị xé toạc ra hai bên. Kết cục của Carrie thật sự quá bi thảm. Bàn tay của cô trước khi chết cũng đã bị ăn mòn gần như toàn bộ. Một chiếc bẫy không thể nào hóa giải được. Thứ 6, The Little Beat trong sâu phần 2. Một chiếc hố lớn chứa đầy kim tiêm bên dưới và không có cách nào khác để lấy chúng ra ngoài việc tự nhảy xuống và đào bới về chiếc chìa khóa qua màn tiếp theo nằm bên dưới đó. Nếu không lấy được thì một loại khí ga chết người sẽ được thải ra. Một cô gái yếu đuối đã bị đẩy xuống, dẫm đạp bươi móc lên đống kim tiêm vô cùng đau đớn và làm gia tăng hội chứng sợ kim tiêm của người Mỹ trong một thời gian sau khi phần 2 được khởi chiếu. Come on, come on.
thứ 5, 7 ghế khoan. 7 này được gắn với một mũi khoan hai bên, hướng thẳng vào cổ nạn nhân. Ngay khi được khởi động, các mũi khoan sẽ dần di chuyển gần đầu nạn nhân, đang được cố định bằng cái đế kim loại. Để cứu người, thanh tra sinh phải tìm ra đúng gì để mở. Tỉnh táo chưa, xem, đừng khóc. Tôi đã tặng cuộc đời ông một mục tiêu. Ông là đối tượng nghiên cứu cho tướng mạnh mẽ hơn chính ông. Giờ ngài sẽ phải lựa chọn. Trong vòng 20 giây, cuộc sống của người đàn ông này sẽ kết thúc. Có một chiếc chìa khóa để mở. Nó nằm trong hộp. Thời gian hết nhanh lắm. Cái gì quan trọng với ngài hơn, thưa sĩ quan? Bắt giữ tôi hay sinh mạng người khác? Thứ tư, The Flytrap, trong sau phần 2. Một người đàn ông bị kẹp vào giữa hàm răng bằng sắt to lớn, có thể đóng lại bất kỳ lúc nào. Nhưng chiếc chìa khóa mở nó lại nằm ngay trong hốc mắt của anh. Chỉ cần anh đi tới nơi lấy dụng cụ mổ mắt, thì chiếc đồng hồ sẽ bắt đầu đếm thời gian và chiếc bẫy sẽ đóng lại. Xin chào Michael, tôi muốn chơi một trò chơi. Trong cái gọi là cuộc sống của anh sống bằng cách theo dõi người khác. Xã hội gọi anh là chỉ điểm chuột. Tôi gọi anh không xứng đáng với thân xác của anh, không xứng cuộc sống anh được tặng. Bây giờ, hãy xem anh có sẵn lòng hướng nội để sống. Thiết bị quanh của anh có gắn đồng hồ. Nếu không kịp tìm ra chìa khóa, mạng nạ sẽ đóng lại. Hãy nghĩ nó như cây bắt ruồi. Bao nhiêu máu sẽ đổ để sống đây, Michael? Thứ 3, The Pendulum, trong sau phần 5. Nạn nhân bị trói chặt trên bàn đá và một lưỡi dao cạo cực lớn sẽ từ từ hạ xuống, chặt đứt phần bụng của người xấu số do tới chết. Cách duy nhất để ngăn chặn nó là đưa hai tay vào chiếc máy kế bên để chúng nghiền nát bàn tay. Một chiếc bẫy quét kinh khủng và đau đớn nên gần như không còn cách nào giải quyết được mọi việc chờ chết. Thứ hai, The Carousel, trong sau phần 6. The Carousel không quá phức tạp như những cái bẫy khác, nhưng luật chơi hạ khắc của nó lại đánh vào tâm lý người tham gia rất kinh khủng. Sẽ có 6 nạn nhân bị buộc vào chiếc đu quay. Mỗi khi nó dừng lại, thì một khẩu súng tự động sẽ được kích hoạt và giết chết một nạn nhân. Nhân vật William là người duy nhất có thể ngăn chặn được, nhưng mỗi lần như vậy, anh phải dùng tay để ngăn không cho cây gai bằng sắt đâm xuống nút bấm, tạo nên một chiếc lỗ đau đớn và ta tướng trên bàn tay của anh. Thứ nhất, The B-Trap, trong sau. Đây là chiếc bẫy cực kỳ nổi tiếng trong loạt phim sau và là một trong những chiếc bẫy tinh vi nhất. Nạn nhân Aminder có đúng 1 phút để lấy được chiếc chìa khóa từ bụng một người đàn ông còn sống đang nằm bất động dưới sàn. Nếu không thì chiếc bẫy sẽ xé toạc hàm cô ra. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà nạn nhân được sống sót. Và nó cũng được sử dụng để làm poster chính của phim. Nên đây, nghiễm nhiên là một trong những chiếc bẫy nổi tiếng nhất trong loạt phim. Bẫy hàm là một màn dàn dựng của Di sau với mục đích trừng trị người bạn làm bác sĩ của Amanda. Và qua đó thu phục cô làm đồ đệ cùng hắn thực hiện nhiều phi vụ tiếp theo.